Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Phan của Ban Mai. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn một bài thơ Giữa phòng gió thơm. Nay chú gà nâu cãi nhau gì thế? Nay chị vịt màu chứ gào ầm ĩ. Bà tớ uống rồi, hãy im lặng nào cho bà tớ ngủ. Bàn tay nhỏ nhắn phê vẩy quạt nàng, đều đều ngọn gió trùng trình góc mạng. Mẹ ơi hãy ngủ, có cháu người bên. Căn nhà vắng vẻ, khu vườn lặng im. Hương bưởi, hương cau lẫn vào tay quạt, cho bà nằm mát giữa phòng gió thơm. Xin chào tất cả. Bye bye các bạn.